Chào cậu. Ok, chào các bạn. Sao nữa ta? Ta nói sao ta? Chào các bạn, tôi là Hoa Son Nguyễn. Và hôm nay chào mừng các bạn đã đến với căn bếp của tôi. Hôm nay chào mừng các bạn đến căn bếp của tôi. Chào các bạn, mình là Quang Biết Ai. Và hôm nay chào mừng các bạn đến với căn bếp của mình. Và món ăn mình nấu hôm nay là cơm gà Hải Nam. Ok, bắt đầu thôi. Bây giờ là bạn phải thoa dầu mè. Ok, khi bạn thay dầu mè xong rồi thì thiệt tình. Ê, tao mệt nữa quá mày. Hậu đậu bỏ mẹ bà đặt làm YouTube. Kệ nó đi ba. Làm hồi thế nản nó bỏ liền à. Bữa giờ nó chưa đợi bụng đâu đầy nhóc. Ngồi ở trơn luôn nè. Ok, sau khi mình đã rang sơ gạo rồi thì mình sẽ cho trong nồi. Rồi mình sẽ cho thêm nước luộc gà lúc nãy mình vừa luộc xong. Sau đó mình bỏ vào nồi nấu như bình thường. Ok, chắc là giờ cơm đã nấu xong rồi ha. What? Nè, các bạn nhớ là khi nấu cơm mình phải cắm điện, mình bấm nút nha. Vậy là chưa bấm nút nè. Vậy là bấm nút nè. Vậy là chưa bấm nút nè. Vậy mới là bấm nút nè, hiểu không? Nhớ không? Vậy là chưa bấm nút nha. Vậy mới là bấm nút nha, hiểu không? Nhớ cắm điện nha, không cắm điện bấm nút cũng vậy nha, ok. Lát nữa nó sẽ chín. Vậy là bấm nút, vậy chưa bấm nút. Blè blè blè. Ok, sau khi các bạn nấu xong thì kiểm tra ha. Ủa? Sao chưa chín? Ta hãy nhớ rằng nấu một nồi cơm cũng giống như khi bạn quen một cô gái vậy. Nhưng một điều khác biệt là cô gái ấy
có thể cắm sừng bạn. Còn nồi cơm thì chỉ cần cắm điện thôi. Nào, chúng ta cùng xới cơm nhé. Các bạn hãy nhớ like, share và subscribe channel của mình nhé. Subscribe.